Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục với bài tự chọn số 20, Selective Lesson 20, Reading Endangered Species. Các em lấy sách vở ra, chúng ta học bài. 1. Before you read. Trước khi vào bài đọc, chúng ta học một số từ mới sau. Các em đọc theo thầy. Proposal. 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 Revive. 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 Only mammoth. Only mammoth. Only mammoth. Mower. 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 Tylosine. 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 Bucado. 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 Fitting. 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 Sperm. 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 Fertilize. 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 Clone. 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 Ethical. 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 Các em ghi từ mới vào trong vở. We move to the next part. Why you read? Read the passage and do the task that follow. Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau nó. Bring back the woolly mammoth. Scientists estimate that throughout the course of the Earth's history, more than a billion different species of animals and plants have existed. Today, there are only about 30 to 50 million species left. That means that for every species living on the Earth today, 20 more are already extinct. Scientists study extinct species to get a better understanding of the past. There are a number of serious proposals to try to revive extinct species. Some animals on this list include the woolly mammoth, an elephant-like creature, the mower, a giant flyless bird from New Zealand, the tylosine, also known as the Tasmanian tiger because the dark stripes down its back, and the bucado, a mountain goat from Spain. These animals have very little in common. The woolly mammoth, for example, died many thousands of years ago, while the bucado became extinct only around the year 2000. But all these species lived at the same time as humans, and humans have been largely responsible for their destruction. So it seems somehow fitting that we are now thinking of reviving them. Scientists have proposed reviving an extinct species using two possible methods. In the first method, sex change, sperm or eggs,
are obtained from the eating animal and are used to fertilize sections of a closely related living creative relative in the laboratory. For example, sperm from an old mammal could be used to fertilize an egg from a modern-day elephant. The fertilized egg would then be placed in the live female elephant where it would live and grow until it is ready to be born. The second method involves a type of cloning. In cloning, the DNA of one individual replaces the DNA of another. In only mammals, for example, scientists could inject DNA from a mammal into an eggshell from an elephant. The cloned egg would then be placed into a living elephant and allowed to develop in the same way as fertilized eggs. But some scientists believe species revival will never happen because both methods are problematic. One of the major challenges is how to obtain enough high-quality DNA from an extinct species to conduct an experiment. Scientists have been able to clone only a few species of animals, and most cloned animals don't live very long. And there is a final ethical consideration. Even if we learn to reproduce an example of an extinct species, that individual could never have a normal life. Its natural environment is most likely gone and it would have no parents to show it how to behave as a member of its species. So the animal would remain a curiosity and probably live out its life in the zoo. Only time will tell if scientists manage to carry out their ambitious plans. Even if they manage to overcome the scientific problems, they may face opposition from society. Some even feel it might be more worthwhile for us to focus efforts on conservation and take care of existing species, so they don't also go the way of only mammals. Tem sang bài số 1. Task 1. Read the text and identify whether statements are true or false. Các em có thời gian chuẩn bị 5 phút.
Thầy chữa bài. Number one, study extinct species can help us understand the past. Nghiên cứu về các loài đã bị tuyệt chủng giúp cho chúng ta hiểu thêm về quá khứ. So the answer is true. Number two, Samoa is known for the dead tribes down its back. The answer is false. Moa là một cái loài chim, chứ không phải là loài hổ. Number three, the buffalo died out because the man did. So that, tức là cái loài buffalo này bị tuyệt chủng là trước cái loài voi mammoth. So the answer is false. Four, both methods require the extinct species to develop from an edge. Cả hai phương pháp này đều yêu cầu các cái loài tuyệt chủng phát triển từ một quả trứng. The answer is true. Number five. Scientists have successfully managed to preserve mammoth DNA. So the answer is false. Number six. People may not want to see extinct species revive. Người ta không muốn nhìn thấy những cái loài động vật vì tuyệt chủng mà hồi sinh. So the answer is false. Number seven, scientists has been able to clone an extinct species. Các nhà khoa học đã có thể nhân bản được các cái động vật bị tuyệt chủng, các loài bị tuyệt chủng. So the answer is false, không phải tất cả. Number eight, most cloned species have long life expectancy. Hầu hết các cái loài mà nhân bản thì đều có cái sống rất là lâu, tức là tuổi thọ cao. So this is false, không đúng, mà thực ra là nó không được dài lắm. We move to task 2. Read the passage again and choose the best answer A, B, C or D for each question. Các em hãy đọc lại bài đọc và hãy chọn đáp án đúng A, B, C, D cho mỗi câu hỏi. Ở đây chúng ta có 5 câu. Chúng ta có thời gian chuẩn bị là 5 phút.
Thầy chữa bài. Number 1. Which statement is true regarding the number of species living on Earth? Câu này là câu nào sau đây là đúng theo như số các cái loài mà sống trên trái đất? So the answer is B. There are more extinct species than there are living species. Có nghĩa là cái loài mà bị tuyệt chủng thì nhiều hơn cái loài vẫn còn đang sống. Number 2. What are the last sentence of the second passage? So it seems somehow fitting that we are now thinking of reviving them mean. Cái cụm từ cái câu cuối của khổ 2 nghĩa là thế nào? D. Since humans contributed to their extinction, humans should also be responsible for their survival. Có nghĩa là bởi vì con người gây ra cái sự tuyệt chủng của chúng nên con người cũng cần phải có trách nhiệm để giúp cho chúng hồi sinh. Number 3. Both methods of reviving an extinct species require. Cả hai phương pháp dùng để hồi sinh một loài đã tuyệt chủng đều cần một cái gì? So the answer is C. A living species that is closely related to the extinct species. Tức là có một cái loài còn sống mà có mối quan hệ gần gũi với lại cái loài đã bị tuyệt chủng. Number 4. What is not true about reviving animals? Tức là điều gì không đúng về các cái loài mà được hồi sinh. A. They will look different from the original members of their species. Tức là đây là một câu hỏi phủ định và đáp án sẽ phải là không đúng, đúng với nội dung bài. Và A. Tức là chúng trông khác với các cái con gốc của nó. Tức là các con cùng loài với nó. Như vậy là sai đúng không ạ? Vì nó hoàn toàn giống. Number 5. What is the overall message of the passage? Vậy, cái thông điệp của cả bài này là gì? B. There are many issues to consider when it comes to species revival. Có nghĩa là có rất nhiều vấn đề cần xem xét khi chúng ta đề cập đến việc là hồi sinh một loài nào đó. Kem sang bài số 3, task 3. Fill in each blank with a suitable word from the root word provided. Bài này chúng ta có 5 câu và mỗi câu bắt đầu bằng một từ gốc và các em hãy biến đổi từ gốc này thành đúng dạng hoặc là từ loại cho phù hợp để điền vào mỗi chỗ trống. Các em có thời gian chuẩn bị là 7 phút.
Thầy chữa bài. Number 1. Survive. Tức là sống sót. Đây là một động từ. Vậy chúng ta hãy nhìn vào từ thứ nhất. Many of our crop plants rely on some insects to provide seeds and would not. Vậy would not là một động từ tình thái, sau đó là một động từ nguyên thể. Do vậy đáp án đúng của chúng ta là survive. Chúng ta giữ nguyên động từ thôi. Number 2. By protecting the habitat, we ensure the là cộng với danh từ. Do vậy chúng ta có từ là survival. Number 3. Sorry, C. The government is sending help to the up. Vậy the, nhưng mà ở đây chúng ta để ý là chính phủ đang hỗ trợ đến những cái gì đó của vụ động đất. Vậy chúng ta sẽ dùng một danh từ, nhưng mà là danh từ chỉ người, survivors, tức là những cái nạn nhân, những người sống sót. Number 2, conserve, là bảo tồn. Đây là một động từ. Vậy, number 1, to say mountain gorillas, we must. Must là một động từ tình thái. Do vậy cho nên chúng ta sẽ dùng một động từ nguyên thể và chúng ta sẽ dùng là conserve, giữ nguyên. Number 2, there are organizations which try to make people aware of problems facing wild animals. Ở đây chúng ta có từ organization là một danh từ, như vậy trước nó là một tính từ, chúng ta dùng là conservation. Tuy nhiên ở đây conservation, there are organization which try to make people aware of the problem facing wild animals. Ở đây chúng ta sẽ dùng đáp án là conservation organization, tức là các cái tổ chức bảo tồn thiên nhiên. Thì các em nhớ rằng đôi khi chúng ta sẽ dùng một danh từ đứng trước một danh từ khác để bổ sung ý nghĩa cho nó. Number 3. Are calling for additional measures which focus on more effective management of the habitat. Ở đây chúng ta thiếu là chủ ngữ, mà chủ ngữ này là số nhiều, lý do ở đằng sau là A. Do vậy đáp án đúng là conservationist, tức là các nhà bảo tồn. Number 3. Danger là một danh từ, có nghĩa là nguy hiểm. Chúng ta nào, từ thứ nhất. There are many different organizations working to protect and conserve species and their habitats. Như vậy, chúng ta thấy rằng species là loài, vậy các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Do vậy chúng ta dùng một từ đó là endangered. B. The destruction of wildlife habitats is a major cause of species. Vậy ở đây chúng ta sẽ dùng cái gì? Chúng ta có cụm từ là cause of species. Cause of là sau đó là một cái danh từ. Do vậy chúng ta dùng là endangerment. C. Floods and droughts are both to humans and crops. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng đứng sau to be A thì chúng ta cộng một tính từ, đó là từ dangerous, nguy hiểm. Câu số 4. Extinct là tính từ, có nghĩa là tuyệt chủng. The dodo very quickly declined in numbers and it was by 1681. Và nó bị tuyệt chủng. Như vậy từ thứ nhất chúng ta dùng là giữ nguyên extinct, bởi vì nó là một tính từ sau to be. B. People all over the world are working to help save endangered animals from. From là một giới từ, sau đó chúng ta cộng với một danh từ. Đáp án là extinction. C. The fireman could not the frames. Đây là một từ khá là khó. Chúng ta sau could not là một động từ tình thái, thì sau đó là một động từ nguyên thể. Do vậy chúng ta dùng một động từ là extinguish, có nghĩa là dập tắt. Đây là một động từ. Number 4. Vulnerable là một tính từ, có nghĩa là tổn thương và dễ gặp nguy hiểm. Chúng ta có các câu sau. A. The impact of biodiversity loss includes fewer new medicines, greater to natural disasters, and greater effects from global warming. Ở đây chúng ta có cách nói là fewer cái gì đó, greater cái gì đó, và greater cái gì đó, thì tất cả những cái đấy đều là các cụm danh từ. Đáp án đúng là vulnerability. B. Komodo dragons are listed as. Listed as, tức là được đặt vào danh sách gì đó. Thì chúng ta sẽ dùng một tính từ là vulnerable. C. He considered left him exposed to the slightest cold or cough. Ở đây chúng ta có từ expose to, tức là gì ạ?
tiếp cận với cái gì đó. Vậy đáp án đúng là vulnerably exposed, tức là đứng trước một cái động từ. Exposed đây là hình thức viết tắt của nó.